đúng rồi, điện thoại của em. Để mới sau của em ạ. Hôm nay em livestream xả hàng các anh chị nhá, xả hết đón Tết ạ. Chỉ 29k thôi các anh chị nhá. Các anh chị đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem chấm cho em một cái đi nào. Hôm nay nhà em xả tất cả chỉ 29k thôi các anh chị nhá. Chỉ 29k thôi ạ. 29k thôi các anh chị nhá. Ai đang xem thì comment cho em đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Chấm cho em một cái đi các anh chị ơi. Em xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của em ạ. Em xin chào tất cả các anh chị nhá. Chúc anh chị buổi chiều vui vẻ ạ. Hôm nay nhà em sẽ xả hết tất cả chỉ giá 29k thôi các anh chị nhá. Các anh chị ai đang xem thì comment luôn cho em đi ạ. Ai đang xem thì comment luôn cho em đi nhá. Comment cho em đi ạ. Comment để mình cùng bắt đầu để em có thể bán hàng với giá là 29k các anh chị nhá. Chỉ 29k thôi ạ. Tất cả chỉ 29k thôi các anh chị nhá. Sưởng cái gì chị nhỉ? Em xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của em ạ. Em xin chào tất cả các anh chị nhá. Các anh chị ơi, hôm nay nhà em sẽ xả tất cả chỉ với giá là 29k thôi các anh chị nhá. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi, em có thể bán với giá là 29k các anh chị nhá. Chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì chấm luôn cho em một cái đi ạ. Chấm để em có thể nhìn thấy các anh chị nhá. Chứ em không biết cái nào tìm em. Xong rồi sao chị cho em đưa em. Em xin chào tất cả các anh chị đang xem livestream của em ạ. Xin chào tất cả anh chị ạ. Hôm nay nhà em sẽ bán tất cả với giá 29k các anh chị nhá. Tất cả với giá 29k. Đợi đông đông người vào xem để em bắt đầu bán nhé các anh chị nhá. Các anh chị ơi, ai đang xem thì chấm luôn cho em một cái đi ạ. Chấm luôn cho em một cái để chúng mình cùng bắt đầu chơi nha các anh chị nhá. 29k thôi các anh chị nhá. Chỉ với giá 29k thôi ạ. Ai đang xem chấm cho em một cái để em nhìn thấy các anh chị đi ạ. Em nhìn thấy rất nhiều chấm rồi các anh chị ơi. Em nhìn thấy rất là nhiều chấm rồi ạ. Mọi người vừa chấm rồi thì hãy comment cho em là 29k đi ạ. Comment cho em luôn là 29k các anh chị nhá. Comment luôn cho em là 29k đi ạ. Em chào chị Nga Ngố, em chào chị Khánh Ly ạ. Em chào chị Phượng Cò, em chào tất cả các anh chị nhá. Em có làm được comment đấy các anh chị ạ. Em xin chào chị Hoài Thương, em có thấy chị Nga Ngố chị nhá. Em có thấy các anh chị ạ. Hôm nay nhà em sẽ bán với giá là 29k các anh chị nhá. Hôm nay áo phao nhà em bán chỉ với giá 29k thôi ạ. Áo phao em đang mặc chỉ có giá 29k thôi ạ. Các anh chị hãy comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ cho em nhá. Áo phao 29k và nhấn chia sẻ ạ. Comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ cho em nhá. Áo phao 29k và nhấn chia sẻ ạ. Mọi người ơi, rất là đơn giản thôi, mọi người hãy comment cho em là áo phao 29k và chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em nhá. 5 lần trên trang cá nhân là phải để chế độ công khai các anh chị nhá. Ít nhất là 5 lần các anh chị nhá, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. Em chào chị Ngọc Nhi ạ. Em chào chị Phượng Còi ạ. Em chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay nhà em bán áo phao chỉ với giá 29k thôi các anh chị ơi. 29k thôi các anh chị ơi. Chỉ 29k thôi các anh chị ạ. Tất cả chỉ 29k thôi các anh chị nhá. Ai mà thích áo phao thì comment luôn cho em là áo phao 29k. Comment cho em là áo phao 29k cộng chia sẻ giúp em nhá. Comment cho em là áo phao 29k cộng chia sẻ ạ. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân phải để chế độ công khai để nhà em có thể nhìn thấy các anh chị nhá. Comment cho em là áo phao 29k. Chỉ cần comment áo phao 29k thôi các anh chị nhá. Và chia sẻ lên các hội nhóm lớn cho em nhá. 29k thôi ạ. Áo phao chỉ với giá là 29k thôi các anh chị nhá. Áo phao có mấy size chị ạ?
áo phao của mấy size nhỉ? Áo phao nhà em có 3 size là S, M, L, K anh chị nhá. Dưới 60kg là mặc vừa đấy ạ. 63kg ạ. Dưới 63kg là mặc thoải mái các anh chị nhá. Áo phao siêu nhẹ luôn các anh chị ạ. Mặc rất là ấm và siêu nhẹ, rất là thoải mái các anh chị nhá. Chỉ với giá là 29k thôi ạ. Comment luôn cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ cho em nhá các anh chị nhá. Comment cho em là áo phao, nhấn chia sẻ cho em đi ạ. Rất là đơn giản thôi các anh chị ơi. Comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em ạ. Chia sẻ thật nhiều để em sẽ chọn ra chị cái chia sẻ nhiều nhất để tặng chiếc áo phao này các anh chị nhá. Rất là đẹp ạ. Có hai màu các chị nhá, màu hồng em đang mặc và màu đen canh mặc đây ạ. Rất là đẹp các anh chị ạ, rất là đẹp mà chỉ có giá là 29k thôi ạ. Siêu nhẹ và siêu ấm các anh chị nhá, rất là đẹp ạ. Chỉ có giá là 29k thôi ạ. Có hai màu em đang mặc là màu hồng và màu đen canh đang mặc nhá các anh chị nhá. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp mà chỉ có giá 29k thôi các anh chị nhá. Nhấn chia sẻ nhiều lên cho em đi ạ. À em cao 1m7 nặng 50kg các anh chị nhá, rất là đẹp các anh chị ạ. Em cao 1m7 nặng 50kg các anh chị nhá. Comment cho em là áo dài. À nhầm, comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ giúp em ạ. Em có thấy chị họ Đỗ tên Trinh nhá. Em có thấy ạ. Em có thấy mọi người nhá. Mọi người ơi, hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích và nhấn chia sẻ cho em nhá. Comment là áo phao 29k cộng màu các anh chị thích và nhấn chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ cho thật nhiều lên giúp em đi nào. Mới có 34 người xem thôi các anh chị ơi. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Em có thấy anh Nguyễn Hoàng Linh à, em có thấy chị Nguyễn Hoàng Linh Chi nhá. Em có thấy các anh chị ạ, 29k thôi mọi người ơi. Chỉ có giá là 29k thôi ạ. Rất là rẻ phải không mọi người. Rất là rẻ nhưng mà cực kỳ chất lượng mọi người nhá. Rất là đẹp, siêu nhẹ và siêu ấm luôn các anh chị nhá. Hai màu mọi người ạ. Hai màu là màu đen và màu hồng như em đang mặc đây các anh chị nhá. Dưới 63kg là mặc thoải mái các anh chị ạ. Nhấn chia sẻ nhiều lên cho em đi nào. Nhấn chia sẻ ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên đi mọi người ơi, chia sẻ nhiệt tình lên nào. Mình phải nhiệt tình thì mình mới gặp nhiều may mắn các anh chị nhá. Mỗi người nhấn chia sẻ 1-2 là lên móc 200 cho em đi nào. Lên móc 200 cho em đi nào. Áo pha 29k cộng màu các anh chị yêu thích đi các anh chị ơi. Màu hồng và màu đen nhá. Hai màu rất là đẹp ạ. 3 size là S, M, L các anh chị nhá. Dưới 63kg là mặc đồ các anh chị ạ. 3 size là S, M, L nhá. Chỉ có giá 29k thôi. Áo pha 29k cộng màu các anh chị yêu thích. Comment như thế cho em nhá. Mọi người làm đúng các bước cho em đi ạ. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi ạ. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân, phải để chế độ công khai các anh chị nhá. Chia sẻ lên mốc 200 cho em đi nào. Lên mốc 200 đi nào. 46 người ạ. Mỗi người chia sẻ 2-3 lần cho em đi nào. Chia sẻ nhiệt tình lên đi ạ. Hôm trước có chị chia sẻ những 50 mấy lần cơ các anh chị ơi. Các anh chị phải nhiệt tình thì mình mới gặp nhiều may mắn các anh chị nhá. Hai màu ạ. Hai màu là màu hồng màu đen ạ. Rất là đẹp ạ. Màu hồng em đang mặc và màu đen canh đang mặc các anh chị nhá. 3 size là S, M, L ạ, mà chỉ có giá là 29k thôi ạ. Siêu nhẹ và siêu ấm các anh chị nhá. Rất là đẹp các anh chị ơi, mà chỉ có giá 29k thôi. Ai muốn nhận chiếc áo này, dạ áo phao này thì comment cho em luôn là áo phao 29k cộng chia sẻ ạ. Áo phao 29k cộng màu mình yêu thích và nhấn chia sẻ cho em nhá. Mọi người ơi, áo phao có hai màu mọi người nhá. Hai màu là màu hồng em đang mặc và màu đen canh đang mặc các anh chị nhá. Siêu nhẹ và siêu ấm luôn ạ. Rất là đẹp mọi người ơi. Mọi người hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu mình yêu thích và nhấn chia sẻ cho em nhá. Rất là đẹp nha mọi người, 29k thôi ạ. À, chỉ có giá là 29k thôi mọi người nhá. Hãy comment cho em là áo phao 29k cộng chia sẻ ạ. À, áo phao 29 áo phao 29k cộng màu mình yêu thích và chia sẻ giúp em nhá. Shop em ở 46 Thượng Đình mọi người nhá. 46 Thượng Đình ạ. Rất là đẹp mọi người ơi. Áo phao siêu nhẹ và siêu ấm ạ. Có cả màu cam nữa mọi người nhá. Chỉ đây có bao nhiêu màu đây. Tất cả những mẫu phao em đang cầm với giá là 29k mọi người nhá. Tất cả đều chỉ 29k thôi mọi người ơi. Mọi người hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu mọi người yêu thích nhá. Đây là màu trắng sữa rất là đẹp mọi người nhá. Đây là màu xanh chuối ạ, rất là đẹp ạ. Màu xanh lá rất là đẹp ạ. Đây là màu cam thì cực kỳ nổi bật luôn mọi người nhá. Rất là đẹp mà chỉ có giá là 29k thôi ạ. Chỉ có giá là 29k thôi mọi người nhá.
chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi nào, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi nào. Mọi người phải nhiệt tình thì mình mới nhận được nhiều may mắn mọi người nhá. Lên 82 người xem rồi ạ. Áo dài bao nhiêu? Áo dài nhà em sẽ bán xong mọi người nhá. Áo phao bây giờ nhà em đang like áo phao phải giá 29k ạ. 29k mọi người nhá, có rất là nhiều màu đấy ạ. Có tổng cộng là 5 màu mọi người nhá, chỉ 29k thôi, chỉ 29k thôi ạ. Rất là đẹp ạ. Áo phao thì siêu nhẹ luôn mọi người nhá. 84 người xem lên 200 cho em đi nào. Mọi người ơi, cố gắng lên 200 cho em đi nào. Áo phao 29k mọi người nhá. Chỉ 29k thôi ạ. Rất là rẻ, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. 29k mọi người nhá. Ui, ấm quá em, nóng quá. Nóng quá chưa? Bật quạt rồi đấy. Bật quạt rồi mà vẫn nóng. Ấm quá, em mặc áo phao. Em mặc áo phao mà ấm mà toát hết cả mồ hôi ra đây mọi người ạ. Mọi người ơi, comment cho em là áo phao 29k cộng màu mọi người yêu thích nhá. Áo phao 29k cộng màu mọi người yêu thích ạ. Em giới thiệu lại, có rất là nhiều màu mọi người nhá. Màu hồng như em đang mặc đây ạ, màu đen như canh mặc đây là màu cam mọi người nhá. Màu cam, màu trắng sữa và màu xanh mọi người nhá. Rồi. Có rất là nhiều màu ạ. Mọi người chỉ cần comment cho em là áo phao cộng màu mọi người yêu thích cộng 29k, áo phao 29k cộng màu mọi người yêu thích mọi người nhá. Rất là đẹp, rất là ấm mọi người ạ, rất là nhẹ vừa ấm, em mặc toát hết cả mồ hôi đây mọi người ơi. Lên mốc 200 cho em đi nào mọi người ơi. Dưới 63kg mặc được mọi người nhá. 29k, 29k 3 size là SML ạ. 3 size SML dưới 63kg là mặc vừa ngay chị nhá. Rất là đẹp mọi người ạ. Giá chính là bao nhiêu tiền chị ạ? Nhà em đang chơi game với giá là 29k nhá. Hôm nay chỉ bán với giá 29k thôi. Duy nhất tại hôm nay và tại livestream này với giá 29k mọi người nhá. Chỉ 29k thôi ạ. Em chào tất cả các anh chị ạ. Em có thấy các anh chị ạ. Các anh chị hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích ạ. Em xin giới thiệu lại là có rất là nhiều màu. Màu đen, màu hồng, màu cam, màu trắng sữa và màu xanh ạ. Rất là đẹp ạ. Xanh là xanh chuối mọi người nhá. Xanh lá ạ. Rất là đẹp mọi người nhá. Nhẹ và đẹp. Lên 200 cho em đi nào, 100 người xem rồi, còn 100 người nữa, mỗi người chia sẻ một lần nữa thôi ạ. Chia sẻ thật nhiều lên các nhóm lớn giúp em nhá, chia sẻ thật nhiều lên các nhóm lớn giúp em ạ. Chia sẻ với ít nhất 5 lần nhà em mới tính nha các anh chị nhá. Ít nhất là 5 lần trên trang cá nhân để chế độ công khai và ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên giúp em đi nào, lên mốc 200 cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiệt tình lên nào, mình phải nhiệt tình thì mình mới nhận được nhiều may mắn chứ mọi người. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em đi, hôm nay nhà em sẽ bán áo phao là với giá là chỉ có 29k thôi ạ. Áo phao vừa rẻ vừa đẹp mà cực kỳ ấm luôn mọi người nhá. Rất là ấm ạ, rất là ấm mọi người ạ. Chỉ với giá 29k thôi, rất là đẹp ạ. Mọi người comment cho em là áo phao 29k cộng màu mọi người yêu thích nhá. Dưới 63kg là mặc được ạ. Nguyễn Thị Minh Trang chị ơi, 60kg vẫn mặc được các chị nhá. Lên mốc 200 cho em đi nào. Lên mốc 200 cho em đi nào, chỉ cần chia sẻ và comment thôi ạ. Comment là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và nhấn chia sẻ giúp em nhé. Có màu đen, màu hồng, màu cam, màu xanh và màu trắng ạ. Rất là đẹp ạ. Mọi người cho em luôn cả số điện thoại vào đấy nhá, để bọn em để sau em liên lạc nhá các anh chị nhá. Comment cho em là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại luôn ạ. 3 size là SML mọi người nhá. 3 size là SML rất là đẹp ạ. Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Rất là đẹp mọi người ơi, rất là đẹp, cực kỳ rẻ mà cực kỳ ấm luôn ạ. Vừa ấm vừa rẻ mà vừa nhẹ nữa. Chỉ duy nhất tại shop em có giá này thôi mọi người nhá. Duy nhất tại shop em mới có giá 29k thôi các anh chị nhá. Duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay thôi ạ. 29k mọi người nhá. Áo phao 29k. Áo phao em đang mặc chỉ có giá 29k thôi các anh chị nhá. Comment cho em là áo phao 29k và chia sẻ ạ. Chia sẻ càng nhiều thì mình mới nhận được nhiều may mắn nha các anh chị nhá. Chia sẻ thật nhiều lên giúp em đi nào. 130 người xem rồi, còn 70 người xem nữa thôi ạ. Cố gắng lên mọi người ơi, mỗi người chia sẻ 1-2 lần nữa thôi ạ. Mỗi người chia sẻ 1-2 lần nữa là lên mốc 200 người xem nữa, lên mốc 200 cho em đi nào. Ai chia sẻ cũng được các chị ơi, chia sẻ thật nhiều lên giúp em đi ạ. Mỗi người chia sẻ ít nhất là 5 lần trên các chợ lớn giúp em nhá. Ít nhất 5 lần trên trang cá nhân phải để chế độ công khai giúp em nhá. Mọi người phải làm đủ các bước thì mình mới nhận được
nhận được quà mọi người nhá. Mọi người làm đầy đủ các bước giúp em đi ạ. Hãy comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ ạ. Áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và nhấn chia sẻ cho em nhá. Em xin nhắc lại là shop em có rất là nhiều màu ạ. Màu trắng, màu đen, màu hồng như em đang mặc, màu cam và màu xanh lá cây mọi người nhá. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp mà chỉ có giá là 29k thôi mọi người nhá. Vâng ạ, chỉ có giá 29k thôi mọi người ơi. 29k. Rất rẻ, rất đẹp, rất nhẹ, siêu nhẹ luôn mọi người ơi. Mặc rất là thích ạ. À. Em mặc mà em còn đang nóng đây này mọi người ơi. Rất là ấm ạ. Bật quạt rồi mà vẫn còn rất là ấm ạ. Mọi người ơi, rất là nóng. Rất là... Ôi, 29k, vâng, chỉ có giá 29k thôi. Các chị lên mốc 200 cho em đi nào. 200 cho em đi nào. Lên mốc 200 rất là đơn giản mọi người ơi. 155 người rồi. 45 người nữa thôi nào. 45 người nữa thôi mọi người ơi. 29k mọi người nhá, chỉ cần comment cho em là áo phao 29k cộng màu cây chiếu thích và để lại số điện thoại để sau em liên lạc mọi người nhá. Comment và chia sẻ, phải làm đủ các bước giúp em đi ạ. Phải làm đủ các bước nha các anh chị. Phải làm đủ các bước thì nhà em mới tính nha các anh chị. 30 người cuối cùng ạ. 30 người cuối cùng mọi người ơi, cố gắng lên ạ. Mỗi anh chị chia sẻ 1-2 lần nữa thôi ạ. Hôm trước của chị chia sẻ tận 50 mấy lần cơ các anh chị ơi. Mình phải nhiệt tình lên. Nhiệt tình thì mình mới gặp được nhiều may mắn nha các anh chị. Rất là đơn giản thôi mọi người, hãy comment cho em là áo pha 29k và nhấn chia sẻ ạ. Áo pha 29k cộng màu cây chiếu thích và để lại số điện thoại cho em nhé. Chỉ 29k thôi ạ. Hôm nay nhà em bán chỉ có giá là 29k duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi ạ. Duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi các anh chị nhé. Rất là đơn giản mọi người, hãy comment cho em ạ. Áo pha của 3 size là SML, lượng 40kg, dưới 63kg là mặc được các anh chị nhé. Sắp lên mốc 200 rồi các anh chị ơi, cố gắng lên nào, cố gắng lên, mỗi người chia sẻ 1-2 lần nữa thôi. Đến xem đổ. Mỗi người chia sẻ 1-2 lần cho em nữa đi ạ. Sắp lên mốc 200 người xem rồi ạ. Còn 20 người cuối cùng mọi người ơi, 20 người cuối cùng ạ. Áo phao chỉ có giá 29k thôi mọi người nhá. Comment cho em là áo phao 29k cộng chia sẻ ạ. Áo phao 29k cộng chia sẻ cộng màu các anh chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em luôn nhá. Âm đủ màu lên đi. Em ai gọi điện lên. Nhiều màu mọi người nhá, ba màu đen, màu hồng như em đang mặc, màu xanh, màu cam và màu trắng mọi người nhá. Tất cả chỉ 29k thôi ạ. À. Tất cả chỉ 29k thôi mọi người, hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em nhá. Nhớ là mày để lại số điện thoại để nhà em có thể liên lạc được với các anh chị nhá. Tất cả chỉ 29k thôi các anh chị ạ. Ờ, đây hai đôi màu đồng. Chỉ 29k thôi các anh chị ạ, có mũ ạ, rất là đẹp các anh chị ạ. Chỉ 29k thôi các anh chị nhá, comment và chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân và để chế độ công khai các anh chị nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em đi ạ. Mình phải chia sẻ càng nhiều thì mình càng nhận được nhiều may mắn mọi người nhá. Chia sẻ nhiều lên giúp em đi ạ. Đúng rồi ạ, chỉ cần comment là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em thôi nhá. Rất là đơn giản phải không ạ? Áo phao chỉ với giá 29k thôi ạ. Rất là đơn giản mọi người ơi, ba màu là màu đen, màu cam, màu hồng mọi người nhá. Từ 63kg là mặc được ạ. Ba size là SML gai chị nhá. Rất là đơn giản thôi mọi người, hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em ạ. Đừng quên là chia sẻ gai chị nhá, phải làm đầy đủ các bước cho em đi ạ. Làm đầy đủ các bước cho em đi ạ. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi ạ. Chia sẻ lên các hội nhóm lớn cho em đi. 29k đúng rồi ạ. Chỉ 29k thôi. Cách thức đó rất là đơn giản. Mọi người comment cho em là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em nhé. Rất là đơn giản phải không ạ. Dưới 63kg là mặc được các chị nhé. Vâng ạ. Áo phao chỉ với giá 29k thôi ạ. Chỉ có giá 29k thôi. Tại duy nhất ở shop em bán với giá này và áo phao thì cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Siêu nhẹ, siêu ấm luôn mọi người ạ. Rất là đẹp mà chỉ có giá 29k duy nhất tại livestream ngày hôm nay thôi các anh chị nhá. 29k, chỉ 29k thôi mọi người nhá. Hãy comment và chia sẻ cho em đi ạ. Comment là áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em nhá. Em chả nhìn thấy cái gì cả. Đúng rồi mọi người ạ. Mọi người phải comment đầy đủ cho em đi ạ. Comment đầy đủ giúp em là áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em nhá. Phải để lại số điện thoại thì nhà em mới có thể liên hệ được các anh chị ạ. Ba màu là màu đen, màu hồng và màu cam như em đang cầm đây mọi người nhá. Có ba màu các anh chị ạ, có mũ nha các anh chị, có mũ đây ạ. Rất là đẹp, dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá.
từ dưới 63kg là mặc được 3 size là SML mọi người ạ. Chỉ có giá là 29k thôi ạ, 29k thôi ạ. Cách thức rất là đơn giản, mọi người hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu các chị yêu thích và để lại số điện thoại ạ. Nhớ nhấn chia sẻ cho em nhé, chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em và chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân và để chế độ công khai giúp em nhé. Phải để chế độ công khai thì nhà em mới có thể nhìn thấy các chị nhé. Chia sẻ được nhiều lên giúp em đi ạ, chia sẻ được nhiều lên giúp em đi ạ. Và phải nhớ là comment nhé các chị nhé. Comment cho em là áo phao 29k cộng chia sẻ ạ. Vâng ạ, áo phao nhà em hôm nay chỉ bán với giá 29k thôi mọi người ơi. Em đã có kết quả của người đầu tiên nhận được chiếc áo này rồi ạ. Người đầu tiên được nhận chiếc áo này ạ. Em đã có kết quả rồi các anh chị nhá. Mọi người tiếp tục lên mốc 500 cho em đi nào. Tiếp tục lên mốc 500 để em công bố liền một thể luôn các anh chị nhá. Tiếp tục lên mốc 500 cho em đi nào. Vâng, em có trong tay kết quả rồi mọi người nhá. Em đã có kết quả của chị đầu tiên nhận được chiếc áo này với giá 29k rồi ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em lên mốc 500 đi ạ. Tiếp tục lên mốc 500 đi ạ. Áo phao chỉ 29k thôi mọi người á. Chỉ 29k thôi ạ. Ba màu rất là đẹp, màu hồng, màu cam và màu đen ạ. Rất là đẹp mọi người nhá. Áo phao thì cực kỳ nhẹ và cực kỳ ấm luôn mọi người ạ. Rất là đẹp mà chỉ có giá 29k duy nhất hôm nay tại livestream ngày hôm nay thôi ạ. Chỉ có giá 29k thôi mọi người nhá. Comment cho em là áo phao 29k cộng màu các chị yêu thích và để lại số điện thoại ạ. Rất là đơn giản phải không ạ? Nhớ là phải nhấn chia sẻ cho em nhá các anh chị nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân, phải để chế độ công khai ạ. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em nhá. Mình chia sẻ lên các hội nhóm lớn thì mình nhanh lên mốc ạ, nhanh đặt mốc các anh chị nhá. Lên mốc 500 cho em đi nào, lên mốc 500 đi nào. Em đã có kết quả của chị đầu tiên rồi đấy ạ. Em đã có kết quả của chị đầu tiên rồi các anh chị nhá. Chia sẻ càng nhiều thì mình mới càng nhận được nhiều may mắn chứ các anh chị phải chia sẻ nhiều thì nhỡ đâu là may ra mình sẽ là người mình nhận chiếc áo phao này với giá 29k ạ. May mắn nhỡ đâu lại mỉm cười với mình đúng không ạ? Mình cứ nhiệt tình lên thì may mắn sẽ mỉm cười với mình các anh chị nhá. Nhấn chia sẻ nhiều lên cho em đi ạ. Lên mốc 500 cho em đi nào. 300 người xem rồi mọi người ơi. Cứ chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi nào, chia sẻ nhiệt tình lên mọi người ơi. Nhớ là comment áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại cho em nhá. Ba màu là màu cam, màu hồng và màu đen ạ. Rất là đẹp mọi người nhá. Em mỏi quá. Chỉ 29k, vâng chỉ 29k thôi gai chị ơi. Hãy comment cho em là áo phao 29k cộng màu gai chị yêu thích và để lại số điện thoại ạ. Ba màu là màu hồng, màu đen và màu cam như em đang cầm đây. Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Ba size là SML ạ. Mà chỉ có giá là 29k thôi. Cực nhẹ, cực ấm và chỉ có giá 29k thôi các anh chị ạ. Hãy comment cho em là áo phao 29k để lại số điện thoại và cộng màu các anh chị yêu thích luôn nhá. Nhớ là phải nhấn chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang cá nhân, phải để chế độ công khai. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên các hội nhóm lớn giúp em ạ. Lên mốc 500 cho em đi nào. Lên mốc 500 để em công bố người tiếp theo là các anh chị ơi. Lên mốc 500 cho em đi nào. Mọi người ơi. Vâng mọi người ơi, phải làm đầy đủ các bước thì nhà em mới tính nha mọi người. Mọi người phải làm đầy đủ các bước thì em mới tính ạ. Comment cho em là áo phao 29k và nhấn chia sẻ mọi người nhá. Rất là đơn giản thôi ạ. Áo phao 29k cộng màu các anh chị yêu thích và để lại số điện thoại. Nhấn chia sẻ nữa các anh chị nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên lên các hội nhóm lớn giúp em đi ạ. Lên mốc 500 đi nào các anh chị ơi. Chia sẻ lên mốc 500 đi nào các anh chị ơi. 300 người xem rồi các anh chị ơi, mỗi người chia sẻ 1-2 lần nữa thôi là lên đấy mà. Nhanh lắm mọi người ơi, rất là đơn giản mọi người ơi. Ba màu nha mọi người, ba màu là màu đen, màu hồng và màu cam ạ. Rất là đẹp mà chỉ có giá 29k thôi. Chỉ có giá 29k thôi ạ, cực kỳ nhẹ mà cực kỳ ấm mọi người nhá. 29k duy nhất tại livestream ngày hôm nay ạ. Duy nhất tại shop em livestream ngày hôm nay chỉ có giá 29k thôi ạ. Tất cả chỉ có giá 29k thôi mọi người nhá. Ba size ML từ dưới 63kg là mặc đùa các anh chị ạ. Dưới 63kg là mặc được mọi người nhá. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ hãy giúp em đi nào. Lên mốc 500 để em công bố tiếp người thứ hai nào. Lên mốc 500 để em công bố tiếp người thứ hai nào mọi người ơi. Ôi tụt rồi mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên nào. Mọi người phải nhiệt tình thì may mắn mới đến với mình chứ mọi người. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi nào. Em có đấy chị Hằng Trần Thanh ạ. Em rất là cảm ơn chị Hằng Trần Thanh. Chị tiếp tục chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ biết đâu chị lại là người may mắn được nhận chiếc áo này với giá là 29k chị ơi. May mắn sẽ biết đâu lại mỉm cười với mình cứ tích cực lên ạ. Mình phải nhiệt tình lên thì may mắn nó mới đến với mình chị nhá. Giá
Dạ mọi người ơi, mọi người tích cực chia sẻ cho em nhé, tích cực chia sẻ và nhớ là comment giúp em là áo phao 29k cộng số điện thoại cộng màu các chị yêu thích nhá. Có 3 màu là màu đen, màu hồng và màu đỏ. À, màu đen, màu hồng và màu cam ạ. À. Rất là đẹp mọi người nhá. Đây là có mũ ạ, à, rất là đẹp ạ à, mà chỉ có giá là 29k thôi mọi người nhá. Chỉ có giá 29k thôi ạ, à, dưới 63kg ạ. À. Em cảm ơn chị Trà Minh Nguyễn ạ, à, rất là cảm ơn chị ạ, à, chị cứ tiếp tục chia sẻ giúp em nhá. Biết đâu chị lại là người may mắn được nhận chiếc áo này trong hôm nay ạ. À. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người chia sẻ lấy mốc 500 cho em đi ạ. Chia sẻ mấy mốc 500 giúp em đi ạ. Hôm nay nhà em bảo nó phao chỉ với giá là 29k thôi mọi người nhá. Chỉ với giá 29k thôi ạ. Có màu đen, màu hồng, màu cam đây ạ. Rất là đẹp mọi người ơi. Chỉ có giá 29k dưới 63kg. Hạ 3 size là SML mọi người nhá. Rất là đẹp mà chỉ có giá 29k thôi ạ. Mọi người hãy comment cho em là áo phao 29k cộng số điện thoại cộng màu ạ. Mọi người ơi, chia sẻ nhiều lên giúp em nhé, em lại thấy tụt rồi. Lên mốc 500 cho em đi nào, lên mốc 500 đi nào. Lên mốc 500. Lên mốc 500 đi nào, nhà em hôm nay sẽ công bố 4 người nhá, công bố 5 người ạ. 5 người luôn mọi người ơi, 5 người sẽ nhận được chiếc áo phao này mọi người ơi. Lên mốc cho em đi nào. Chia sẻ lên mốc 500 cho em nhỉ, lên mốc 500 để em công bố nào. Hôm nay sẽ công bố 5 người mọi người nhá. Chia sẻ mạnh mẽ lên mọi người ơi. 29k, có ai muốn nhận chiếc áo giả áo này về giá 29k không ạ? Cực kỳ ấm, cực kỳ nhẹ luôn ạ, mà chỉ có giá 29k thôi. Màu hồng, màu đen và màu cam ạ, chỉ có giá 29k thôi. Mọi người hãy nhấn chia sẻ lên nhiều lên giúp em nhá. Chia sẻ lên các nhóm lớn thì mình nhanh lên, nhanh đạt mốc các anh chị nhá. Chia sẻ lên các nhóm lớn thì mình nhanh đạt mốc ạ. Mọi người ơi, lên 500 để em công bố 5 người luôn nào. Lên 500 để em công bố 5 người luôn nào. 5 người may mắn sẽ là ai đây ạ? À? Ai sẽ được nhận chiếc áo này với giá là 29k đây ạ? À? Hãy comment và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi ạ. À. Áo này là áo nữ anh ơi, áo này áo nữ nhá. Áo nữ đúng không? Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Dưới 63kg là mặc được ạ. À. 3 màu rất là xinh ạ, à. Màu cam, màu đen và màu hồng ạ. À. Dưới 63kg 3 size SML mọi người nhá. Rất là đẹp ạ. Mọi người nhấn chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên mốc 500 để em công bố nào. Chia sẻ lên mốc 500 để em công bố 5 người luôn nào. Mọi người nhấn chia sẻ nhiều lên giúp em nhá. Ít nhất là 5 lần trên trang cá nhân để chế độ công khai giúp em nhá. Ít nhất hôm nay nhà em chỉ bán với giá 29k thôi mọi người nhá. Hôm nay chỉ có 29k thôi ạ. Duy nhất trong livestream ngày hôm nay chỉ có giá 29k thôi. Mọi người chỉ cần comment cho em là áo phao 29k cộng màu nghe chị yêu thích và để lại số điện thoại ạ. Chế độ công khai các chị nhé. Lên mốc cho em 500 cho em thì là 250 người xem rồi mọi người ơi. Cố gắng lên mọi người ơi. Lên mốc 500 thì đơn giản là mỗi người chia sẻ, mỗi người mời thêm 1-2 người bạn nữa là đủ mà mọi người ơi. Chia sẻ và mời bạn bè vào xem là đủ 500 người xem mà mọi người ơi. 500 người xem để em công bố luôn 5 người nào mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em đi nào. 3 màu cực kỳ xinh, 3 size SML dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Rất là xinh ạ, à, mà chỉ có giá 29k duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay của shop em thôi mọi người nhá. Không đâu rẻ bằng ạ. À.
Ở trong lúc chờ đợi lên mốc 500 thì em sẽ bán cho chị Hảo ra. À, sao vậy nhá? Bao tiền nhỉ? 3.000 nữa. Áo phao này là có giá là 520.000 mọi người nhá, sale 550.000 sale, còn bạn 430.000 mọi người nhá. Áo phao 550.000 sale, chỉ còn sale chỉ còn 430.000 thôi mọi người ơi. 20 cái duy nhất ạ, 20 cái duy nhất có giá là 430.000 mọi người nhá. Ai đặt hàng thì comment cho em là A430 cộng số điện thoại ạ. A430 cộng màu có số điện thoại cho em nhá. A430 cộng màu số điện thoại 340.000 một chiếc ạ. Duy nhất hôm nay mới bán giá là 340.000 một chiếc mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn, hàng là hàng xuất hàng mọi người nhá. Hàng là hàng xuất hàng đấy ạ. Size M từ 40 cân đến 63 cân mọi người nhá. Từ 40 cân đến 63 kg mọi người nhá, rất là đẹp ạ. Mọi người ngừng cho em 29k đi ạ. Âm thầm chia sẻ đến em mốc 500 để em công bố luôn một thẻ mọi người nhá. Âm thầm chia sẻ cho em ạ. Mọi người dừng comment cho em và âm thầm chia sẻ cho em nhá. Bây giờ em sẽ bán chiếc áo phao này với giá là 430.000 mọi người nhá. 550.000 sale mà chỉ còn với 430.000 đó mọi người ạ. Hàng là hàng xuất hàng mọi người nhá. Xuất hàng mà 430.000 ạ. Ba màu rất là đẹp, màu đen, màu hồng và màu cam mọi người nhá. 430.000 ạ. À, cho mẫu này thì comment cho em là A430 cộng màu cộng số điện thoại ạ. A430 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. A430 cộng màu cộng số điện thoại ạ. 430.000 một chiếc. Ba size là S, M, L từ 40kg đến 57kg là mặc được các chị nhá. Dạ vâng, áo phao em đang bán là có giá là 430.000 mọi người nhá. 430.000 cực kỳ đẹp mọi người ạ. Chỉ có 430.000 duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi mọi người nhá. Chỉ có 430.000 thôi ạ. 550.000 sale còn 430.000 ạ. Hàng xuất khẩu mọi người nhá, rất là đẹp mọi người ạ. Áo phao cực kỳ nhẹ mà cực kỳ ấm luôn mọi người nhá. Chỉ có giá là 430.000 thôi ạ. Ba size M, L từ 40kg đến 63kg mà mặc được các anh chị nhá. Mọi người mà đặt hàng thì comment cho em là A430 cộng số điện thoại cộng màu giúp em ạ. A430 cộng màu cộng số điện thoại giúp em ạ. Vâng, hôm nay nhà em bán chiếc áo phao này với giá là 430.000 mọi người nhá. 430.000 ạ, 430.000 một chiếc, ba màu rất là xinh ạ. Ba màu, màu đen, màu hồng và màu cam mọi người nhá. Chỉ có 430.000 thôi ạ. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment cho em là 430 cộng số điện thoại cộng điện thoại. Áo em đang mặc có giá là 430.000 mọi người nhá. Ai mà chốt thì comment cho em luôn là 430 cái gì đây, 430 cộng số điện thoại cộng màu cho em luôn nhá. Kéo lên vậy. Rất là đẹp mọi người ơi, rất là đẹp ạ. Mà chỉ có giá là 430.000 đúng mọi người nhá. Ai mà chốt thì comment luôn cho em là 430. A430 cộng số điện thoại ạ. A430 cộng số điện thoại cộng màu cho em nhá. Mẫu em đang mặc có giá là 430.000 ạ. 430.000 ba màu mọi người nhá. Màu đen, màu hồng như em đang mặc và màu cam ạ. Cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Siêu nhẹ mà siêu ấm luôn ạ. Không đẹp nhà em không lấy tiền mọi người nhá. Em lại thoát mất rồi. 430.000 ạ. Vâng, 430.000 mọi người ơi. 430.000 mọi người nhá. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment luôn cho em là A430 cộng số điện thoại cộng màu cho em nhá. 550.000 giảm mà chỉ còn 430.000 duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi mọi người nhá. Có mũ à, rất là đẹp và hàng siêu nhẹ mà siêu ấm luôn mọi người nhá. Siêu nhẹ mà siêu ấm luôn ạ. Không đẹp không lấy tiền mọi người nhá. Không đẹp nhà em tặng luôn mọi người ạ. Chỉ có giá là 430.000 thôi ạ. 430.000 mọi người nhá. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment cho em là A430 cộng số điện thoại cộng màu ạ. Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Ba size là M, L ạ. Rất là đẹp, ba màu rất là đẹp ạ. Màu đen, màu hồng và màu cam ạ. Cực kỳ đẹp mọi người nhá. Không đẹp là không lấy tiền luôn ạ. Chả nhìn gì nữa.
áo 430.000 ạ. Áo 430.000 có 3 màu là màu đen, màu hồng và màu màu cam mọi người nhá. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment cho em mua là A430 cộng số điện thoại cộng màu giúp em ạ. Comment cho em là A430 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Áo bây giờ em bán là với giá là 430.000 mọi người nhá. 430.000 một chiếc ạ. Hàng 550.000 sale còn các bạn, 430.000 thôi ạ. Duy nhất 20 chiếc cuối cùng ạ. 20 chiếc cuối cùng cho ai nhanh tay nhá mọi người nhá. Dừng comment cho em 29k đi ạ. Dừng comment cho em 29k đi ạ. Âm thầm chia sẻ giúp em đi mọi người nhá. Comment cho em là áo phao A, chốt cái mẫu này thì comment cho em là áo phao 430 A430 cộng số điện thoại cộng màu cho em nhá. Chưa rồi. Chị ngồi chị đọc comment cho em đi. Mọi người mà chốt cái mẫu này thì comment comment cho em là A430 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nhá. Bây giờ em chuyển mẫu ạ. Em chuyển mẫu, em bán váy của em đang mặc nhé các anh chị nhá. Đây ạ, chiếc váy em đang mặc có giá là 230.000 mọi người nhá. Váy em đang mặc có giá 230.000 ạ. 230.000 mọi người nhá. Đây ạ, rất là đẹp ạ, rất là đẹp mà chỉ có giá 230.000 mọi người nhá. Có 3 màu, màu đen, màu xám và màu màu be mọi người ạ. Đây phải màu be không? Có 3 màu ạ, màu xám, màu ghi em đang mặc đây ạ. Rất đẹp tay, rất là đẹp mọi người nhá. 230.000 ạ, màu đen, màu xám và màu ghi. Dưới sọ, dưới 53kg mặc đồ không chị? Dưới 53 đúng không? Có 300. Màu dưới sọ. Dưới 63kg là mặc được các anh chị ạ. Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn ạ. Rất là thoải mái ạ. Đây là có đai luôn mọi người nhá. Cực kỳ thoải mái luôn ạ. Rất là đẹp mọi người mà chỉ có 230.000 thôi ạ. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment cho em là V230 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nhá. V230 cộng màu cộng số điện thoại cho em ạ. Rất là đẹp mọi người ơi, 230.000 cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Váy em đang mặc có giá là 230.000 ạ, 230.000 cực kỳ rẻ luôn ạ. Dưới 63kg là mặc được các anh chị nhá. Áo tay rất là đẹp đấy mọi người ơi, cực kỳ tôn dáng, cực kỳ sang chảnh luôn mọi người nhá. Váy em đang mặc chỉ có giá 230.000 đó mọi người nhá. Ai mà chốt mẫu em đang mặc thì comment cho em là V230 cộng số điện thoại cộng màu giúp em ạ. Có 3 màu là màu đen, màu ghi em đang mặc và màu be mọi người nhá. Đây là màu be ạ, rất là đẹp ạ. Ai mà chốt cái mẫu này thì comment cho em là V230 cộng số điện thoại ạ. V230 cộng số điện thoại giúp em nhá. V230 cộng số điện thoại cộng màu luôn giúp em ạ. Ai mà chốt cái mẫu em đang mặc thì comment cho em là V230 cộng màu cộng số điện thoại giúp em nhá. Rất là đẹp ạ, cực kỳ đẹp, có cả đai luôn mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ, mà chỉ có giá là 230.000 thôi ạ. Ai mà chốt cái mẫu em đang mặc thì comment cho em là V230 cộng số điện thoại giúp em ạ. Đây ạ, chiếc áo phao này em đang bán với giá là 430.000 mọi người nhá. Cực kỳ đẹp ạ, 430.000 ạ. Ai mà chốt cái mẫu phao này thì comment cho em là A430 cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. À bây giờ em sẽ công bố chị vừa nãy trúng giải các anh chị nhá. Vì không lên được 500 người xem nên em sẽ đọc chị đã trúng thưởng cái mốc 300 vừa nãy mọi người nhá. Mọi người chờ em 1-2 phút thôi ạ. Bây giờ em sẽ công bố chị đầu tiên là chị Oanh Phạm ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Chị Oanh Phạm còn ở đây xem livestream không ạ? Đây ạ, chị chia sẻ rất là nhiều lần trên trang cá nhân này ạ. Và rất là nhiều lần trên fanpage. Rất là nhiều lần trên các nhóm, trên các hội ạ. Xin chúc mừng chị Oanh Phạm nhá mọi người nhá. Chị Oanh Phạm còn ở đây không ạ? Chị Oanh Phạm còn xem livestream của em không ạ? Inbox ngay cho bên em.
nhá. Chị Oanh Phạm inbox ngay cho bên em để nhận giải các anh chị nhá. Ồ đấy ngắn chị không mặc được. Vâng ạ, xin chúc mừng chị Oanh Phạm, mọi người có nhìn thấy không ạ? Rất là chúc mừng chị Oanh Phạm ạ, đã nhận được chiếc áo phao của bên em ạ. Chị Oanh Phạm ơi, chị có đang xem livestream thì hãy inbox luôn cho bên em để nhận giải các anh chị nhá. Chị mà không inbox lại cho bên em thì bên em sẽ đành phải tặng cái chiếc áo phao này cho chị khác về ạ. Dạ vâng, em bán chiếc váy em đang mặc đây chỉ có giá là 230.000 thôi ạ. Chị nào mà chốt váy em đang mặc thì hãy comment cho em là V230 cộng số điện thoại cộng màu giúp em nhé. V230 cộng số điện thoại cộng màu giúp em ạ. Dạ nếu mà ai chốt cái mẫu này thì cứ comment cho em nhé. Bây giờ nhà em sẽ dừng like ở đây ạ. Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Mọi người hãy inbox cho em nhé. Ai mà chốt cái mẫu này hoặc là chốt cái mẫu áo phao thì hãy comment hoặc là inbox cho bên em để bên em chuyển hàng cho các anh chị nhé. Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Em sẽ kết thúc like ở đây các anh chị nhé.